Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống, ra đời từ nền văn hóa lúa nước, chừng hơn 10 thế kỷ trước ở vùng châu thổ sông Hồng. Sau quá trình hình thành và phát triển lâu đời, múa rối nước đã trở thành một nghệ thuật truyền thống, một sáng tạo đặc biệt của người Việt. Theo mình thì cái đặc biệt nhất là rối nước là chỉ có ở Việt Nam. Múa rối nước nó có những cái hấp dẫn riêng so với các loại hình nghệ thuật dân tộc khác. Cái sự hấp dẫn của nó ở đây là về trò rối, mà chính là cái bộ máy tạo ra để điều khiển con rối. Mỗi con rối nó có những bộ máy khác nhau, gây cho người ta cái sự khó đoán. Nghệ thuật múa rối nước dùng mặt nước làm sân khấu, biểu diễn múa rối nước giống như bàn thờ lớn ở đình chùa của người Việt. Xung quanh trang trí cờ, quạt, voi, lọng, cổng hàng mã. Trên sân khấu là những con rối biểu diễn nhờ sự điều khiển của những nghệ nhân phía sau phong che. Thì con rối thì là nó có tạo từ bằng gỗ sung hoặc là gỗ xá xị, thì người nghệ nhân họ sẽ khắc và họ sẽ tạo ra những cái nhân vật cho nó phù hợp với một cái vai diễn. Thì con rối nó sẽ chia được 3 phần, như phần đầu, phần thân và phần chân đế. Thì cái bộ máy ở bên sau lưng này nó sẽ có một cái rỗng, thì người ta sẽ đúc một cái thanh kẽm, bẻ một cái khóa và gắn một cái sợi dây để người ta điều khiển. Thì bên dưới chân này thì nó sẽ là một cái mâm đế bự, rồi được gắn một cái máy để xây, để điều khiển cho con rối có thể xây qua trái qua phải. Từ cái bộ máy đó mới gắn một cái cây sào để mà người diễn viên họ điều khiển di chuyển trên cái mặt bằng của mặt nước hồ. Trò rối nước là trò khéo lấy động tác làm ngôn ngữ diễn đạt. Rối nước gắn bó với âm nhạc như nghệ thuật múa. Âm nhạc điều khiển tốc độ, giữ nhịp, dẫn dắt động tác, gây không khí với tiết tấu truyền thống, giữ vai trò chủ đạo của trò rối nước. Nhạc rối nước thường sử dụng các làn điệu chèo hoặc dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Tại vì mình có em bé nhỏ trong nhà đó, thì mình dẫn em bé mình đi coi, với lại gia đình mình cũng thích coi. Mình coi tổng cộng có 16 vở diễn á, mà mình thích nhất là múa rồng với múa sư tử. Thực sự bây giờ mình cũng ít coi rồi, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng quay lại mình đưa người thân vào trong coi, bởi vì nó rất hay. Thì trong múa rối nước thì truyền đạt lại rất là nhiều những truyền thống văn hóa của Việt Nam. Nghệ sĩ luôn ẩn mình phía sau màn che sân khấu, nhưng họ vẫn luôn phải làm đẹp trước buổi biểu diễn, để sau khi vở diễn kết thúc, các nghệ sĩ cởi bỏ trang phục cao su để diện đồ dân gian truyền thống xuất hiện trước khán giả. Và khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cũng là lúc góc cuối cánh gà chật hẹp sáng đèn, nơi những người thợ cũng là những người nghệ nhân gắn bó cuộc đời với sân khấu và chuyên làm lành cho các con rối hỏng hóc, trục trặc trong quá trình biểu diễn. Trước khi mình muốn trở thành được người diễn viên của múa rối nước thì cái điều cần thiết nhất là một cái đam mê. Diễn viên phải có sức khỏe, có đam mê và cũng phải có am hiểu một chút về nghệ thuật. Làm cái nghệ thuật múa rối nước này rất là nhiều khi có những cảm xúc không thể nào mà tả nổi. Tại vì cái loại hình của ông cha mình để lại rất là độc đáo. Dù cho mưa gió bão buồn gì mình vẫn lên sáng đèn. Đó là cái niềm vui nhất. Và cái niềm vui nữa là khán giả người ta tới, người ta xem, người ta rất là thích, người ta ngồi trầm ngâm. Nhưng mà tới lúc mà mình ra chào rồi đó, ta không ngờ là mình là ở bên trong mình diễn. Nước người ta nghĩ là mình làm bằng máy móc không à đó. Nhưng mà trước khi diễn viên ra chào một cái, người ta người ta vỗ tay và người ta rất là thích thú. Đó là niềm vui của mình. Với sự công phu trong nghệ thuật tạo hình, sự điêu luyện trong cách thức điều khiển con rối, nghệ thuật múa rối Việt Nam trải qua thời gian dài hình thành, phát triển đã trở thành một đặc sản độc đáo của văn hóa dân tộc. Nhưng hiện nay, múa rối nước vẫn chỉ lặp lại các trò đánh cá, chăn vịt, úp lơm, đua thuyền, chọi trâu và chỉ còn hơn 10 tích trò được các nhà hát, phường rối bảo lưu và biểu diễn. Và khi những nghệ nhân cao niên khuất núi thì cũng là lúc kỹ thuật biểu diễn và bí mật chế tác những con rối đã có từ lâu đời thất truyền. Dạ, những lúc rảnh rỗi thì em thường xem phim, lướt Facebook, nói chuyện với bạn bè,
tổ chức những chuyến đi chơi. Loại hình nghệ thuật em yêu thích là nhạc Âu Mỹ, bởi vì nghe nó rất là sôi động. Dạ, em không biết về nghệ thuật múa rối nước nhưng mà em cũng có nghe qua và em chưa có xem. Em cũng chưa từng tìm hiểu về nghệ thuật múa rối nước. Dạ, em có biết qua loại hình nghệ thuật múa rối nước nhưng mà em chưa bao giờ tìm hiểu. Tích trò đã đơn điệu, lại thêm một số đơn vị múa rối mãi mê chạy theo lợi nhuận, sáng tạo những tiết mục dễ dãi, hàng loạt để phục vụ khách du lịch. Từ đó, chất lượng nghệ thuật của nhiều tiết mục rối cũng đang nhạt dần. Quý vị khán giả đang đến với chương trình Khám phá thành phố trẻ. Chương trình phát sóng vào lúc 15:50 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Và qua phóng sự mở đầu chương trình hôm nay, quý vị đã được xem nhiều hình ảnh cũng như nghe qua một số thông tin về nghệ thuật múa rối nước, và đây cũng chính là chủ đề của chương trình hôm nay. Và cùng trò chuyện về chủ đề của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời. Trước hết xin được giới thiệu thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An. Xin chào Huỳnh Ngân, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Lâm Kha, là sinh viên trường Đại học Kinh tế. Dạ, em chào chị Huỳnh Ngân và quý vị khán giả đang xem đài ạ. Và để bắt đầu buổi trò chuyện hôm nay, Huỳnh Ngân chắc là đặt câu hỏi với Kha trước. Qua phóng sự mình cũng gây ý kiến của một vài bạn trẻ về bộ môn nghệ thuật múa rối nước. Không biết là Kha có đồng tình với quan điểm của các bạn ấy hay không? Dạ, thật sự thì em chưa từng xem một cái vở múa rối nước nào cả. Và lý do tại sao mà bạn không có quan tâm tìm hiểu, bạn không thích bộ môn này hả? Dạ, thật sự thì những lúc em đi học rồi không có thời gian rảnh, mà nếu có rảnh á, thì em chỉ là đi xem phim rồi đi nghe nhạc, những cái đó là nó nhanh gọn với lại là hợp với cái sở thích của em nữa. Có vẻ thì cái vấn đề này liên quan đến sở thích rồi. Còn bản thân của Huỳnh Ngân thì nghĩ là đôi khi mình cũng chưa có dành thời gian để tìm hiểu nên mình cũng chưa có thích lắm, đúng không bạn? Còn về thạc sĩ Đào Lê Hòa An thì anh có nhìn nhận như thế nào về quan điểm của các bạn trẻ hiện nay về bộ môn nghệ thuật này ạ? Rõ ràng là cái nghệ thuật múa rối nước á, nó là một cái môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên thì nó không có được phổ biến một cách rộng rãi. Và các bạn trẻ thì như nãy Lâm Kha có nói á, là rất thích những cái gì nó nhanh gọn. Anh nghĩ rằng là đây là một cái nét tâm lý phổ biến của các bạn trẻ. Khi mà các bạn thích những cái gì đó rất là mới, các bạn thích cái gì đó nó thể hiện được cái sự sành điệu của mình, thì rõ ràng là cái nghệ thuật múa rối nước là một trong những cái môn nghệ thuật truyền thống mà chỉ có Việt Nam mình mới có. Tuy nhiên thì với cái tính chất của cái môn loại hình nghệ thuật này thì nó lại không có được những cái sức hút một cách mạnh mẽ đối với là các bạn trẻ đang thích tự do, đang thích cái gì đó nó có những cái hiệu ứng rất là hoành tráng, thì lại không đáp ứng được cái tâm lý của các bạn trẻ. Và như là thạc sĩ cũng vừa mới nhận định luôn, đó là bản thân các bạn trẻ thì đang chưa có cái sự quan tâm tới múa rối nước, và bản thân của nghệ thuật múa rối nước thì cũng vẫn chưa có được những cái tính chất đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ hiện nay, đúng không ạ? Chính cái việc tìm hiểu và cái chương trình hôm nay cũng là một cái điều kiện rất thuận lợi để mà cho các bạn trẻ cũng có một cái nhìn chi tiết hơn về nghệ thuật múa rối nước. Múa rối nước thì có những cái tích xưa, tích cũ, không mình xem đi xem lại hoài nó chán lắm. Không, mình phải thay đổi cái câu chuyện hơn, chứ vừa xem vô cái tích đó là mình hiểu ra rồi á, mình không có thu hút thì nó không có kịch tính, mình xem không có hấp dẫn. Với lại là như là ngày xưa mà trong những cái múa rối nước đó có những cái nhân vật trong đó như là cậu bé cởi trâu ở trần, sao mình không mặc đồ quá cho nó lộng lẫy lên, đẹp lên, mình thêm một chút điện ảnh vô trong đó, một chút giống như là có một cái bàn tay sáng tạo nào vô đó, như là mình xem nó hay, nó thu hút. Hấp dẫn quá ha anh thạc sĩ. Đó, nghe bạn trẻ nói không, nghe Kha nói thì tự nhiên bắt đầu nó có một cái không khí rất là mới mẻ cho cái bộ môn nghệ thuật này. Và chúng tôi nghĩ là những cái người mà đang làm việc trong cái môn nghệ thuật này cũng sẽ cần phải lắng nghe rất nhiều những cái ý kiến của khán giả, đặc biệt là của người trẻ, để chúng ta có được những cái sự sáng tạo và phát huy hơn trong công việc của mình. Tuy nhiên thì Kha cũng sẽ thấy rằng là để có được những cái thay đổi đó thì cần phải có một cái nguồn vốn rất là lớn, rồi cần phải một cái sự đầu tư và quan tâm nhất định, không chỉ là những người đang làm việc trong cái ngành nghệ thuật này mà còn rất là nhiều những cái ban ngành đoàn thể khác, để mà có thể đầu tư một cách đúng mức cho cái bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Và chúng tôi cũng thấy rằng là cái yếu tố thu hút trong cái bộ môn nghệ thuật này đó là tính sáng tạo. Như Kha nói là mình ngay từ đầu là mình đã biết được cái kết nó như thế nào rồi, thì rõ ràng mình không có đi xem. Và
chắc chắn là cái bộ môn nghệ thuật này nó có một sự thu hút, mà thu hút không phải là của những cái người đã trưởng thành, không phải của những người trẻ, mà là những người rất trẻ, là những em bé. Đó, mà bà Huỳnh Ngân thấy là ở những cái độ tuổi ví dụ như là 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi á, thì trẻ em rất là thích xem cái nghệ thuật múa nước này, bởi vì cái sự sáng tạo trẻ em không có biết là tại sao mà có thể đi được trên nước, rồi có được những cái hiệu ứng, cũng có phun lửa đó, cũng có phun nước đó, và nó đối với lại cái tầm nhìn, cái sự sáng tạo, sự tưởng tượng của các em nhỏ thì nó hoàn toàn là phù hợp. Nhưng mà chắc chắn rằng với những người trẻ như chúng ta thì cần phải có những cái sự đổi mới hơn mới mang lại cái sự thu hút và hấp dẫn với bộ môn nghệ thuật này. Vì vậy thì chúng tôi nghĩ là cái bộ môn múa rối nước này qua đây thì cũng cần phải được đầu tư để mà có thể truyền bá, cũng như là làm sao đó để mà cho đông đảo những người dân có thể tiếp cận và biết đến cái bộ môn này, đặc biệt là các bạn trẻ. Xin được cảm ơn ý kiến đóng góp vừa rồi của Thạc sĩ Đào Lê Hòa An. Và Huỳnh Ngân tin là qua đây thì Lâm Kha, Huỳnh Ngân và các khán giả trẻ cũng sẽ có một cái nhìn gần gũi hơn về bộ môn nghệ thuật múa rối nước, để cho Lâm Kha và các bạn trẻ sẽ có nhiều tình cảm hơn với bộ môn nghệ thuật này. Chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm để mà Lâm Kha có thể trải nghiệm nha. Dạ. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt với Thạc sĩ Tâm lý Đào Lê Hòa An. Xin được cảm ơn anh đã đồng hành với chương trình hôm nay. Còn ngay bây giờ sẽ là địa điểm mà Lâm Kha được trải nghiệm. Nhà hát nghệ thuật Phương Nam trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đoàn xiếc thành phố và Đoàn nghệ thuật múa rối thành phố. Nhà hát múa rối nước được nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh với không gian mang đậm nét truyền thống Việt Nam. Bước vào đây, mọi người sẽ có cảm giác thân quen, bình dị và gần gũi như được trở về với cội nguồn của ông cha ta, với những vở diễn dân gian về cuộc sống, về truyền thuyết thánh gióng, lê lợi và cây gươm báu. Em là Kha. Anh tên là Hiếu, anh là diễn viên múa rối nước đây. Ở đây anh có một bộ đồ chống thấm, thì em cứ mặc vào rồi anh xuống anh chỉ cho em vài gì về con rối ha. Dì, cảm ơn anh nhiều với anh. Ok. Rồi thôi, rồi, ok, mình có thể xuống rồi đó. Đây. Cứ từ từ nha, đây nó có bậc tam cấp. Hồi nãy ngồi ở ngoài xem mà không biết ở trong nó như thế nào, giờ vô đây mới mở mang được tầm mắt ha. Em lấy con cá đi. Ừ, cái con cá này là cơ bản đầu tiên là người diễn viên múa rối tập đầu tiên là con cá này. Đây là con rồng. Thì rồng thì mình không có dùng bằng dây. Dạ. Mình dùng bằng đây là một cái phao. Nói chung là ở đây là cái bộ máy của nó bằng sắt. Thì dạ, ở đây là một cái đường ống, thì nó phải kết hợp với một cái lưỡi rồng ở trong đây. Nó phải bắt xuống. Đó, bắt xuống đây thì cái đường ống này thì mình dẫn nước vào để mình kéo một cái bơm. Dạ. Một cái bơm. Đó, mình sẽ bơm, kéo bơm trực tiếp vào đây. Đó, rồi xong nó sẽ phun nước như thế này. Đó. Em thử trải nghiệm con rồng thì nó sẽ như thế nào đi ha. Ôi, nặng quá. Em cứ tưởng là mấy anh chị cầm trong đây là nhẹ lắm, mà không ngờ em thấy nặng quá. Cái này là nặng, là mình đang cầm là nặng thôi, chứ mà là thực tế là mình diễn á, là cái lực nước nó cạn, mình còn nặng hơn như thế nữa. Trời ơi.
thấy hai anh em mình biểu diễn đó. Ra lớp màn thử làm sao ha anh? Rồi, ok em là động tác cơ bản nhất là con cá đi ha. Mình dễ diễn con cá. Rồi, bây giờ rồi này rồi. Đâu phải em ra vậy, em ra vậy là chết luôn á. Khán giả người ta đang ngồi trên em ra vậy là đâu có được. Là bây giờ em phải là lấy con cá em phải dìm xuống nước vậy nè. Đó, bắt đầu em đưa ra ngoài, em phải có một giữ khoảng cách. Đây, thấy chưa? Em thấy chưa? Rồi bây giờ em thử biểu diễn đi. Em phải thấp cái tay nó xuống một xíu nữa. Thấy chưa? Em thấy con cá nó đơn giản vậy chứ thật sự nó đâu có đơn giản đâu. Phải nhường nhuyễn. Nhường cá muốn bơi qua bên kia là em phải di chuyển qua bên anh hả anh? Không, ở đây là mình phải có một sự phối hợp. Là anh sẽ dìm cái sào này xuống và em cứ bơi bình thường, cái con cá em phải xỉa qua bên đây. Đó. Là hai người phải có một sự phối hợp rất là ăn ý. Đây, anh bây giờ anh qua lại đây đó, thấy chưa? Sẽ không bị đụng. Qua lại đây. Đó. Rồi sao mình qua lại. Đây, em qua lại em phải chìm xuống. Bắt đầu qua ha. Bắt đầu anh qua. Không, em để như vậy, thấy không? Em con cá nó bay mất tiêu rồi, chứ không phải là con cá bơi nữa. Đó, thấy chưa? Giống như hồi nãy em ngồi em coi thì em đâu có biết là cái diễn viên đứng ở đâu và con rối này điều khiển như thế nào. Đó. Bây giờ em xuống đây là em thấy hết là tất cả về bí quyết về muốn rối nước. Xong cái hết tiết mục con cá này cái mình rút vô ha. Bắt đầu mình nhảy một cái là mình rút vô luôn. Lặn xuống dưới, đè nó xuống. Có động tác dứt khoát à. Đúng rồi. Lặn xuống là èo vô. Lặn xuống phải dìm xuống, em phải dìm nó xuống sâu xuống là bắt đầu em kéo nó vô. Rồi xong cái đây là mình đổi cái con khác. Đúng rồi, tới những cái vở diễn tiếp theo thì bắt đầu mình đổi những con nhân vật rối khác nhau. Dạ, nãy giờ được anh chỉ em về cách mà múa rối nước như thế nào á. Nên em muốn cảm nhận là khi ra chào khán giả như thế nào á. Anh có thể cho em ra đứng ngoài đó thử như sao được không anh? Anh chỉ cho em cách ra là anh ở đây sẽ có một người dán màn cho em mà em đi ngang qua. Đi ngang người qua đó, đi ngang người qua. Bắt đầu đi lên. Dạ. Qua buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì Kha rất là thích về cái loại hình múa rối nước này. Không phải đơn giản là những con rối múa trên nước, múa qua múa lại, mà phải có một cái bàn tay của người nghệ nhân đứng đằng sau bức màn này mà biểu diễn. Họ yêu nghề mới làm được, chứ không phải đơn giản là thích là làm được đâu. Cho nên em qua buổi trải nghiệm ngày hôm nay, em rất là cảm ơn anh rất là nhiều để cho em hiểu nhiều hơn về cái loại hình múa rối nước này. Cảm ơn. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh trải nghiệm vô cùng thú vị của Lâm Kha cùng bộ môn nghệ thuật múa rối nước vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khám phá Thành phố Trẻ ngày hôm nay. Và quý vị có thể tham gia trực tiếp cùng với chương trình hoặc là gửi những thư từ đóng góp ý kiến cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn về địa chỉ mail khamphathanhphotre@gmail.com hoặc có thể gọi điện thoại về số máy của ban biên tập 0838 623 428. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.